Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe, review và tóm tắt truyện Đoạt Hôn 101 Lần của tác giả Diệp Phi Dạ. Thể loại truyện: ngôn tình hiện đại, ngược tâm, nam chính thê nô, thanh mái trúc mã. Tình trạng: hoàn 1059 chương. Dạo này tự nhiên lại thích truyện của Diệp Phi Dạ, vừa cày xong cuốn Đoạt Hôn 101 Lần là lên đây review cho mọi người đọc nè. Nếu bạn thích đọc truyện ngược tâm, nam chính thê nô thì hãy nhảy hố nha. Câu chuyện kể về cặp đôi Thịnh Thế, cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Thịnh giàu có, với cố Lan San, con gái nuôi của nhà họ Cố. Biến cố xảy ra khi Lan San còn nhỏ, mẹ cô vì tiền chữa bệnh cho Dượng mà bán cô cho nhà họ Cố. Từ đó, cô gặp Thịnh Thế. Thịnh Thế sinh ra đã được ngậm thìa vàng, không sợ trời, đào hoa phong lưu thành thói. Lan San lúc nhỏ xinh đẹp, kiêu ngạo, rực rỡ như ánh nắng. Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, Thịnh Thế dung túng cho Lan San, cho phép cô càn quấy. Anh cưng chiều cô hết mực, muốn gì được nấy. Một lần, Lan San bị bắt nạt vì đỡ một dao cho cô mà anh xém mất mạng. Một dao ấy khiến anh nhận ra anh yêu cô hơn cả mạng sống. Nhưng cô vì hiểu lầm mà nghĩ người đỡ dao cho cô là Hàn Thành Chỉ, hôn phu của chị cô. Từ đó, cô đem lòng yêu anh. Bước ngoặt xảy ra khi một đêm, bà Cố vì muốn gả cháu gái của mình cho Thịnh Thế mà bỏ thuốc anh, nhưng lại bị Thịnh Thế biết được. Anh đổ ly thuốc với ly của Lan San rồi lên giường với cô. Cuối cùng như ý nguyện, Lan San gả cho anh. Sau khi kết hôn, anh đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng cô lại lạnh nhạt với anh. Bởi vì trước khi kết hôn, cô phát hiện anh lén bỏ thuốc mình, lại coi mình như hàng hóa mà mua về. Cô từng coi anh là bạn tốt nhất, thế nhưng anh lại phản bội niềm tin của cô. Lan San sống như một cái xác không hồn, cô kìm nén bản thân, chăm chỉ kiếm tiền để đóng viện phí cho em trai. Còn Thịnh Thế, anh biết Lan San yêu Thành Trì, thế nhưng anh không từ bỏ cô. Anh nỗ lực đến gần cô nhưng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt của cô. Anh thấy cô mãi vẫn không quên được Hàn Hành Chỉ. Trong lòng anh không thoải mái, anh tức giận, anh chán nản. Anh cảm thấy cô không có lòng với anh. Vì vậy, anh bắt đầu tìm cách khiến cô nổi giận với anh, tìm cách hành hạ cô, khiến cô hận anh. Bởi anh nghĩ hận cũng là cách cô không quên anh. Nhưng mà, khi hành hạ cô xong, anh lại khó chịu, rất khó chịu. Đọc truyện, ta có thể thấy Thịnh Thế vô cùng yêu Lan San, yêu đến sống đi chết lại. Biết cô có người trong lòng anh cũng chấp nhận, vì cô mà vui, mà giận, cũng vì cô mà đau lòng. Anh có thể bắt nạt cô, nhưng không cho phép người khác ăn hiếp cô dù chỉ một phút. Người đến tỏ tình với anh không từ chối, chỉ một câu: không nên trêu chọc Cố Lan San. Anh không muốn ly hôn với cô, thế nhưng cô lại tự tử. Vì vậy, anh muốn để cho cô tự do, để cô vui vẻ, nên anh ly hôn với cô. Anh từng nói với cô: Lan San, em đi, anh không tiễn em. Em về, cho dù bao nhiêu sóng gió, anh đều sẽ đi đón em. Anh yêu từ ích kỷ đến vô tư, trong quá trình này đã trải qua bao nhiêu khổ sở cùng bi thương. Trong cuộc sống có 3 loại tình yêu tốt đẹp: nhất kiến trung tình, lưỡng tình tương duyệt, bạc đầu dài lão. Có một số người vừa gặp đã yêu rất nhiều người, lưỡng tình gặp nhau với một vài người, đầu bạc dài lão chỉ với một người. Mà anh, vừa gặp đã yêu một người, lưỡng tình tương duyệt với một người, đầu bạc răng nong cũng chỉ với một người. Người đó chính là em, Lan San. Một vũ trụ, 9 hành tinh lớn, 204 quốc gia, 809 hòn đảo, 7 đại dương, 6 tỷ 800 triệu người. Nhưng anh lại có thể may mắn gặp được em. Lan San, anh thật không muốn mất đi em. Cho nên, Lan San, chỉ cần em quay đầu lại, anh chờ em. Lan San, anh yêu em. Nếu em bằng lòng, anh sẽ vĩnh viễn yêu em. Nếu em không muốn, anh sẽ vĩnh viễn tương tư. Còn Lan San, cô hận Thịnh Thế, cô cho rằng anh coi cô là hàng hóa, cô cho rằng anh chối bỏ tình bạn của bọn họ. Thế nhưng, mãi về sau cô mới biết, thì ra Thịnh Thế từng đối xử tốt với cô, chưa bao giờ rời khỏi bên cạnh cô. Thật ra từ rất lâu trước đây, người cô yêu là Thịnh Thế, không phải Hàn Thành Trì như cô vẫn tưởng. Chỉ là tuổi trẻ, cô tự thêu dệt cho mình một vòng tròn tình yêu ảo tưởng, rồi tự nhốt mình vào trong đó. Chỉ có đứng trước mặt Thịnh Thế, cô mới là chính cô, mới có thể tự do mà ngang ngược. Bởi cô biết sau lưng cô, Thịnh Thế sẽ giúp cô thu dọn tất cả. Một nụ hôn của Hành Trì đã khiến cô nhận ra mình không yêu anh, cũng khiến cho hôn nhân của cô tan vỡ. Cho đến khi cô nhận ra tình cảm của mình, thì cũng là lúc cả hai nhận được sự phản đối gay gắt của nhà họ Thịnh. Bởi chẳng ai muốn cưới về một đứa con dâu không trong sạch, dính nhiều tin đồn như cô cả. Liệu Thịnh Thế và Lan San về sau đã có con và đến được với nhau, nhưng họ đã phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình? Mọi người hãy lọt hố để biết thêm chi tiết nhé. Trong truyện vẫn còn cặp đôi nữa là Cố Ân Ân và Hàn Hành Chỉ. Thật sự ngay từ lúc đầu mình không thích cặp này lắm,
bởi vì tình yêu của họ quá nhẹ nhàng, bên nhau từ nhỏ, trải qua 10 năm yêu nhau sâu đậm, rồi năm 27 tuổi cưới nhau, chưa một lần cãi vã. Mà tình yêu không gặp sóng gió thì ít bền chặt lắm. Đúng như mình dự đoán, trong một đêm Hàn Hành Trì mất đi tất cả, bố anh bị bỏ tù bắn chết, công ty phá sản. Cố Ân Ân vì sợ nghèo khó, không có dũng khí đối mặt, mặc cho Hành Trì quỳ xuống cầu xin thế nào, cô cũng nhẫn tâm vứt bỏ tình yêu của hai người mà đi lấy người khác. Cô không đủ dũng cảm cùng anh trải qua gian khó. Anh không đủ dũng cảm, không thay đổi lập trường, tình yêu của họ cứ vậy mà bỏ lỡ nhau. Trích đoạn trong truyện. Người phụ nữ Thịnh Thế dẫn tới, thấy Thịnh Thế đi tới, cho rằng anh là vì mình, liền lập tức ủy ủy khuất khuất đứng lên, chuẩn bị kể khổ. Sắc mặt của Thịnh Thế trầm xuống, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Mọi người nghĩ, lần này chắc chắn Cố Lan San xong rồi. Người phụ nữ Thịnh Thế dẫn tới uất ức nhìn về phía Thịnh Thế, mới vừa mở miệng hô một tiếng. Anh Thịnh! Đột nhiên Thịnh Thế giơ tay lên, vung tới một cái bạt tai lên trên mặt của cô ta. Lực đánh một bạt tai đó rất lớn, cô nàng kia hét lên một tiếng, cả người đổ nhào vào ly rượu ở trên bàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tỉ mỉ của cô ta trong nháy mắt liền sưng phồng lên. Cô ta nằm úp sấp trên bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, choáng váng đầu óc, cả buổi cũng không thể nhúc nhích. Cô ta hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Một giây trước Thịnh Thế còn rất tốt với cô ta, tại sao một giây sau liền quăng cô ta một bạt tai? Hơn nữa, hình như người bị phỏng là cô mà. Trong lòng cô ta nghi hoặc, thấy bộ dạng này của Thịnh Thế cũng không dám hỏi, chỉ cố làm ra vẻ không tin nổi nhìn chằm chằm Thịnh Thế, kinh ngạc chảy nước mắt, thỉnh thoảng cắn môi dưới của mình một cái, vẻ mặt uất ức tội nghiệp. Mà Thịnh Thế cũng không thèm nhìn cô ta một cái, vẻ mặt âm hàn xoay người, túm lấy cánh tay của Cố Lan San kéo cô ra ngoài, để lại một phòng người sững sờ. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Một hồi lâu tất cả mọi người đều không có phản ứng, cả phòng rất an tĩnh, chỉ có người phụ nữ bị đánh thỉnh thoảng phát ra tiếng thút thít. Quý Lưu Niên và Hạ Phồn Hoa dường như đã đoán được mọi việc sắp xảy ra từ lâu, vẻ mặt rất bình tĩnh. Không thể không nói, người phụ nữ này thật không thông minh chút nào. Ở trên thế giới này, có thể có mấy người dám gọi thẳng tên Thịnh Thế. Mà Cố Lan San lại dám ngay ở trước mặt cả phòng mọi người gọi thẳng tên Thịnh Thế. Phàm là người có đầu óc, suy nghĩ cặn kẽ một chút, cũng biết địa vị của người phụ nữ này ở trong lòng Thịnh Thế không giống bình thường chứ. Huống chi, trên thế giới này, ai lại dám ở trước mặt của Thịnh Thế làm càn hả? Ở trong thế giới của Thịnh Thế, từ trước đến giờ, không ai dám làm như thế, trừ Cố Lan San. Cố Lan San là một ngoại lệ, cũng không phải Cố Lan San to ga lớn mật, mà bởi vì Thịnh Thế cho cô cái quyền ở trong thế giới của anh ta càn rỡ. Chuyện đã náo loạn như vậy, đương nhiên mọi người cũng không còn tâm tình vui chơi, nên liền giải tán. Trước khi đi, Quý Lưu Niên tốt bụng dặn dò một nhân viên phục vụ ở Kim Bích Huy Hoàng gọi cho người phụ nữ bị đánh kia một chiếc xe taxi. Trước khi lên xe, Quý Lưu Niên nhìn người phụ nữ vẫn còn khóc đó, phá lệ mở miệng hỏi một câu. Lúc trước cô ở cùng Thịnh Thế có từng nói với cô điều kiện của cậu ta không? Có, chỉ có một điều. Người phụ nữ kia dừng khóc, suy nghĩ một chút, nói. Không nên trêu chọc Cố Lan San. Quý Lưu Niên gật đầu một cái, nói. Cô ấy chính là Cố Lan San. Người phụ nữ kia giật mình kinh ngạc. Cô ta chính là Cố Lan San. Người phụ nữ khi nãy chính là Cố Lan San. Người vợ hợp pháp Thịnh Thế cưới hỏi đàng hoàng, Cố Lan San. Quý Lưu Niên nhìn người phụ nữ trước mặt giống như một kẻ ngu si, khẽ mỉm cười, liền thản nhiên xoay người, cất bước rời đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nghe thêm nhiều review và tóm tắt chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.